第五课，这是王老师，课文。这是王老师，这是我爸爸。王老师，您好。您好，请进，请坐，请喝茶。谢谢，不客气。工作忙吗？不太忙。身体好吗？很好。语音，声母，z、ch、sh、r、z、ch、sh、r。韵母，ư。Như vậy trong bài năm này chúng ta học thêm 4 thanh mẫu nữa, đó là nhóm thanh mẫu uốn lưỡi. Như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành 21 thanh mẫu cộng với 2 thanh mẫu phụ, đó là y dài và w nữa, thành 23 thanh mẫu tất cả. Bây giờ 4 thanh này, z, ch, sh, r. Z giống như chờ ư chờ tiếng Việt. Các bạn miền Bắc cố gắng đọc chữ chờ như giọng miền Nam. Chữ ch, ta đọc chữ chờ này gió, và đọc chữ hư 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 ch, 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 sh, đọc chữ sờ nặng sh, r, đọc như chữ r của Việt Nam, vần ư r, ch, sh, r. Các bạn chú ý phân biệt hai thanh này, ch và sh, ch, sh, sh, r, ch, sh, sh, r. Đặc điểm của nhóm thanh mẫu này là khi kết hợp với chữ y ngắn, chữ y thì đọc thành vần ư, ch, ch, sh, r. Giống như cái nhóm trong bài 4 chúng ta đã học là z, c, s, cũng đọc thành vần ư, ch, ch, sh, r, z, c, s. Và đặc điểm thứ hai đó là không kết hợp được với chữ u. Những cái phiên âm này là sai. Pinyin: zha, zhe, zhi, zai, zhe, zhao, zhou. Cha, che, chi, chai, chao, chou. Sha, she, shi, shai, shei, shao, shou. Zhe, ri, rao, rou. Zhen, zhen, zhang, zheng, zhong. Chan, chen, chang, cheng, chong. Shan, shen, shang, sheng. Ren, ren, rang, reng, rong. Zhu, zhua, zhua, zhuai, zhui, zhuan, zhun, zhuang. Chu, chua, chua, chuai, chui, chuan, chun, chuang. Shu, shua, shuo, shuai, shui, shuan, shun, shuang. Ru, ra, ruo, rui, ruan, run. 生词，同学们请跟读。Mời các bạn đọc theo mình những cái từ mới. 这，这，是，是，老师，老师，您，您，请，请，进，进，坐，坐，喝，喝，茶，茶，谢谢，谢谢，不客气，不客气，客气，客气，工作，工作，身体，身体，食，
时日日。再问两个课文，这是王老师，这是我爸爸，这是，这是，这，这，tháng Việt là giá, nó là một đại từ chỉ định, nghĩa là đây, này, chỉ sự vật ở gần người nói. 是, 是, tháng Việt là thì, nghĩa là, nó là một cái động từ giống như động từ to be trong tiếng Anh. 这是, đây là. Trong bài 4 chúng ta có học qua một đại từ chỉ định khác là kia, 那, 那是, kia là. Và 这是, 这是, đây là.Và ngoài ra nó còn có một âm đọc khác chúng ta thường nghe thấy trên phim ảnh hay là trên đài phát thanh, thì người ta đôi khi người ta không đọc là trưa nạ mà người ta sẽ đọc là trê sử nê sử trưa sử nạ sử hoặc là trê sử nê sử đều được. Đây là, kia là. Trưa trong chữ phồn thể người ta viết phía trong là bộ ngôn,tức là một cái miệng phát ra âm thanh, ngôn ngữ, lời nói. Phía bên ngoài là bộ quai xước. Bộ quai xước nó là một cái chân. Một người chỉ một vật ở gần chân mình và nói trở, có nghĩa là đây, này. Và sau này chữ giản thể người ta viết bộ ngôn chuyển thành bộ văn, đơn giản hóa đi, thì ý nghĩa nó cũng tương tự. Ta xem cách viết của chữ trở có 7 nét. Viết bộ văn trước rồi mới đến bộ quai xước bên ngoài sau. Sư ở phía trên là bộ nhật, nghĩa là mặt trời. Phía dưới là bộ chỉ, có nghĩa là cái bàn chân, cái dấu chân. Có mặt trời soi sáng và có ba dấu chân của người đi trước thì ta sẽ đi đúng đường. Sư có nghĩa là đúng, phải, là. Sư thuộc bộ nhật, có 9 nét. Chưa sư Wang lão sư. Wang lão sư. Wang hay là Wang đều được. Wang nghĩa là vương, họ vương. Người Trung Quốc thì ngoài cách xưng hô bằng tên gọi thì người ta còn vì phép lịch sự, người ta cũng thường xưng hô bằng họ, đặt họ ở trước cái danh từ để xưng hô. Lão sư. Lão sư. Lão sư có nghĩa là thầy giáo hoặc là cô giáo, không có phân giới tính. Lão, chữ lão ở đây thường ta thấy nó có nghĩa là già, nhưng mà ở đây nó không có nghĩa là già, mà nó có nghĩa là giỏi và đáng kính. Ngoài ra nó còn có nhiều nghĩa khác nữa. Chữ lão, chữ cổ viết như thế này. Một ông già lưng còng, đầu tóc lơ thơ có vài cọng, tay cầm một cây gậy. Còn chữ hiện đại viết phía trên là bộ lão, phía dưới vẫn lưu giữ cái tay cầm một cây gậy. Lão. Chữ lão có 6 nét. Chữ sư cũng có 6 nét, ở phía bên trái là bộ đao và phía bên phải, phía trên là bộ nhắc, dưới là bộ cân, hình dáng giống như là một vị sư thầy, có cái bộ râu dài, bộ đao và có cây quyền trượng, cầm một cây quyền trượng. Chúng ta học thêm một số họ thường gặp. Xương sư, họ. Nguyễn là Ruẩn. Trần là Trần, Lê, Lý, Đoàn, Đoàn, Phạm, Phan, Ngô, Vũ, Vũ hay là Võ, dùng một chữ Vũ, Lưu, Liễu, Bùi, Thế, Đặng, Tần, Trịnh, Trần, Đinh, Tiên, Huỳnh, Hoàng, 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 chú ý hai chữ này. Đều đọc là khoảng nhưng mà cách viết khác nhau. Hà, Hứa, Lâm, Lín. Và bây giờ ta ghép họ với một số danh xưng thường gặp. Ví dụ như là Ruàn Su Su. Su Su, thúc thúc có nghĩa là chú. Ruàn Su Su, chú Nguyễn. Hay là Trần A Yí. A Yí có nghĩa là dì hay là cô. Trần A Yí, dì Trần. Hay là Lý giáo sư,
lý giáo sư, giáo sư, giáo giáo thọ có nghĩa là giáo sư. Lý giáo sư, giáo sư Lê. Đoàn y sinh, y sinh là bác sĩ, y sinh. Đoàn y sinh, bác sĩ Đoàn. Tầng xiên sinh, tầng xiên sinh, xiên sinh, chú ý chữ sinh này đọc nhẹ ha. Xiên sinh là ông, đây là cái danh xưng lịch sự đối với nam giới. Tầng xiên sinh là ông Đặng. Và Trần nữ sĩ, Trần nữ sĩ, nữ sĩ, nữ sĩ có nghĩa là bà, danh xưng lịch sự dành cho phụ nữ đứng tuổi. Trần nữ sĩ, bà Trịnh. Hay là Tinh xiao jie, Tinh xiao jie, xiao jie có nghĩa là cô. Tinh xiao jie, cô Đinh xiao jie. Hoàng lão bản, Hoàng lão bản, lão bản có nghĩa là ông chủ, người làm kinh doanh buôn bán gọi là ông chủ. Hoàng lão bản, ông chủ Huỳnh. 这是王老师, 这是我爸爸. Đây là thầy giáo Vương, đây là ba của em. Bạn A này đang giới thiệu thầy giáo và ba của mình. Còn khi muốn hỏi đây là ai hay là kia là ai, ta dùng là 这是谁, 那是谁, 谁 là một từ hỏi, ai. Hoặc là bạn là ai, 你是谁. Chữ này có hai âm đọc, một là 谁, hai là 谁. Và trước cái phần giới thiệu, chúng ta có thể thêm một câu là để tôi giới thiệu một chút. 我来介绍一下, tôi lại là đến, nhưng mà ở đây nó có nghĩa là tiến hành một gì đó, thường nó là 我来, có nghĩa là để tôi. 介绍, giới thiệu, 一下, đây là một lượng từ chỉ thời gian, có nghĩa là một chút, một lát. 我来介绍一下, để tôi giới thiệu một chút. Như trong bài này ta có thể thêm là 我来介绍一下, 这是王老师, 这是我爸爸. Rồi tiếp theo là phần chào hỏi của hai người. 王老师, 您好, 您好, 请进, 请坐, 请喝茶. 您好, chứ 您好 nó cũng giống như là 你好, bữa trước chúng ta học có nghĩa là chào anh, chào chị, chào bạn, vân vân. Nhiều người dịch ở đây là chào ngài thì nó không đúng. Chứ 您 đây nó là một kính ngữ, bạn có thể dịch là gì cũng được, nhưng mà trong tiếng Trung khi dùng nín nó tỏ cái ý tôn trọng. Các bạn thấy là chữ nín nó là chữ nị nằm trên chữ tâm, tỏ ý tôn trọng mà thôi. Nín 10 nét, ở trên là chữ nị, dưới là chữ tâm. Đặt bạn lên tim tôi để tỏ ý tôn trọng đối với bạn. Bây giờ chúng ta nói qua một xí về số nhiều của đại từ. Bữa giờ chúng ta học những cái đại từ nhân xưng. Ngôi thứ nhất, số 2, số 3. Ngôi thứ nhất là 我, tôi. Ngôi số 2 là 你, bạn. Và ngôi số 3 là 他, tha nam và tha nữ, anh ấy, cô ấy. Bây giờ số nhiều nó như thế nào? Số nhiều thì ta thêm chữ mình vào phía sau cái đại từ nhân xưng đó. Ví dụ 我们, chữ mình đọc nhẹ thôi. 我们, chúng tôi, chúng ta. 你们, các bạn. Hay là 他们, các anh hay là các chị. Đối với chữ 您, nếu nói số nhiều chúng ta chỉ có thể nói là 您几位, 您几位, chỉ là mấy, 位 là vị, các vị, 您几位. Tuyệt đối không thể dùng 您们, 您们 không tồn tại trong tiếng Trung chính thống. Cái này một số vùng, thậm chí một số vùng ở Trung Quốc người ta vẫn bị nhầm, người ta vẫn dùng cái này nhưng mà không có đúng, các bạn chú ý. Rồi 我们, 你们, 您几位, 他们. Rồi khi chào số nhiều, chào nhiều người thì ta chào như thế nào? Chào các bạn, 你们好, 你们好. Chào mọi người, chữ mọi người, 大家, 大家. Hán Việt là đại gia nhưng không có nghĩa là đại gia nhiều tiền. Ta gia có nghĩa là mọi người, nhiều người. Ta gia họ, chào mọi người. Hay là chào nhiều người mà có một cái danh xưng, ví dụ như là thống xuyên mình, các bạn đồng học, các em học sinh, là các bạn học sinh.
同学们好，那他们就好，我非常，同学们好，还有呢，老师们好，对不对？王老师您好，台风新教台，您好，请进，请坐，请喝茶，您好啊，早安，来来早安，请进，请坐，请喝茶，请，那更意了 mời hoặc là xin trong câu đề nghị là请 cộng với một động từ, ví dụ như là请问, vấn là hỏi, 请问, xin hỏi, cho hỏi, 请假, giá có nghĩa là nghỉ phép, 请假, xin nghỉ phép, 请吃饭, chứ là ăn, phan là cơm, 请吃饭, mời ăn cơm, thì hai cái 请问, 请假, có nghĩa là xin, cho phép, còn 请吃饭, mời ăn cơm có nghĩa là mời. Chuyện có 10 nét. Ở phía trước là bộ ngôn, có nghĩa là ngôn ngữ lời nói. Phía sau là chữ xin, làm âm đọc cho chữ chuyện. Muốn mời ở đó thì ta phải dùng lời nói chuyện. Chuyện chín, mời vào. Chuyện chỗ, mời ngồi. Chuyện hơ trà, mời uống trà. Chín có 7 nét. Ở phía trong nó là chữ chỉnh, tỉnh có nghĩa là cái giếng. Ở bao bên ngoài nó là bộ quai sứt. Cái chân bước vào trong giếng có nghĩa là đi vào trong. Chín có nghĩa là tiến vào hay là tiến lên. Chùa tỏa có 7 nét. Ở giữa nó là bộ thổ, có nghĩa là đất, mặt đất. Và hai bên có hai bộ nhân, hai người ngồi trên mặt đất, có nghĩa là chùa tỏa ngồi. Hơ 10 nét, ở phía trước nó là bộ khẩu, chỉ hoạt động của miệng. Phía sau nó là chữ hở, hạc. Và hình dáng nó giống như một người ôm bụng. Hơ, hơ là uống. Trà 9 nét, trà. Ta thấy phía trên là bộ thảo, nó chỉ cây cỏ nhỏ. Phía dưới một người đội nón, chữ dữ, dư. Người nông dân đội nón đi hái cái loại lá cỏ về làm nước uống, đó là trà, trà. Chữ hơ uống ta có thể kết hợp với những loại đồ ăn đồ uống khác như là hơ cà phê uống cà phê, hơ chỗ uống rượu hay là uống bia, hơ trâu, trâu là cháo, chúng ta gọi là ăn cháo, người ta gọi là uống cháo, hả? Hơ trâu, hơ thang, thang là canh, hơ thang uống canh. Những loại đồ ăn đồ uống là chất lỏng thì đều dùng hơ uống. Xie xie và đáp lại là bú khơ chì. Để nói cảm ơn ta có thể dùng xie xie tạ tạ hay là cảm xie cảm tạ. Xie xie cảm xie, mức độ của cảm xie nó mạnh hơn là xie xie à, khi ta nói biết ơn một cái gì đó lớn lao thì dùng cảm xie, còn bình thường dùng xie xie là được rồi. Và đáp lại lời cảm ơn của người khác ta có thể dùng bú khơ chỉ như trong bài, nghĩa là đừng khách sáo, đừng khách khí, hay là bú xie có nghĩa là không cần cảm ơn, đừng cảm ơn, bú xie. Ở đây đọc thanh hai hả, bú xie, hay là bú dùng xie, bú dùng thì cũng vậy, bú dùng có nghĩa là không cần à, không cần thiết, bú dùng xie không cần cảm ơn, hay là mấy sợ mà, mấy sợ mà, sợ mà có nghĩa là không à, là cái gì, mấy sợ mà không có gì. Bú khơ chỉ, bú xie, bú dùng xie, mấy sợ mà. Xie có 10 nét và chia ra 3 bộ, phía trước là bộ ngôn, giữa là chữ thân, thân thể, và sau là bộ thốn. Khách, phía trên là bộ miên, mái nhà, phía dưới là bộ truy, có nghĩa là bước đi, và phía dưới nữa là bộ khẩu. Một người bước đi vào trong một khách sạn, một cái nhà, và hỏi ở đây còn phòng không? Khờ nghĩa là khách.
khi, khí, có bốn nét. Nối những cái nét này lại, chúng ta có một cái đường ngoằn ngoèo giống như là một luồng sương khói. Chi có nghĩa là không khí, khí. Tiếp theo là phần thăm hỏi giữa hai người. Công zuo mang ma? Công zuo, công tác. Chữ này có hai từ loại. Thứ nhất là động từ có nghĩa là làm việc. Công zuo, wo qu gong zuo, tôi đi làm việc. Và thứ hai là danh từ, như ở đây là danh từ. Công zuo, công việc. Công zuo mang ma? Công việc có bận không? Bú tài mang, không bận lắm. Shen thi hào ma? Shen thi, thân thể, cơ thể, và có nghĩa là sức khỏe nữa. Ở đây hỏi Shen thi hào ma? Có nghĩa là sức khỏe có tốt không? Có khỏe không? Mạnh giỏi không? Hen hào, rất tốt. Công, công, có ba nét. Zuo, bảy nét. Ta thấy bên trái là một bộ nhân người, bên phải là một bộ xã giống như là cái bàn cào. Người cầm cái bàn cào đi làm, có nghĩa là làm việc. Zuo. Shen, thân. Chữ này lúc nãy chúng ta gặp trong chữ xie xie rồi. Thân, nó hình dáng giống như một người ôm cái bụng to. Shen thì bảy nét, phía bên trái cũng là bộ nhân, phía bên phải là chữ bệnh, bản, gốc. Thân thể là cái gốc của con người, căn bản của con người. Ngoài ra phần hỏi thăm, wen hou, ta cũng có thể nói là ni xue xi lei ma? Ni xue xi lei ma? Xue xi, chữ xue ta đã học, có nghĩa là học. Xue xi có nghĩa là học tập. Lei là mệt. Ni xue xi lei ma? Bạn học hành có mệt không? Hay là ni gong zuo shun li ma? Ni gong zuo shun li ma? Shun li, thuận lợi. Ni gong zuo shun li ma? Công việc bạn có thuận lợi không? Chen xian sheng, nín hào, nín qu nà er? Ni men hào, wo qu yi yuan, ni men qu nà er? Wo men qu chao shi, qing wen zhe shi shui? Wo lai jie shao yi xia, zhe shi wo ma ma, ma ma, zhe shi wo peng you, Chen xian sheng. Chen xian sheng nín hào, a yi nín hào, zai jian, zai jian.